Vâng ạ, xin chào các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Sau 5 hôm Ngân bị ốm của chú ạ, không thể nào đi đến các cái hoàn cảnh khó khăn được, cho nên là cũng không có video để phát hành trong 5 ngày hôm qua. Cũng rất là mong các cô chú, các anh chị, đặc biệt là các nhà hảo tâm cũng thông cảm, bởi vì là do vấn đề là sức khỏe của chú ạ. Sau ngày hôm nay Ngân cảm giác là cũng ổn ổn này rồi, cũng đỡ rồi, thì Ngân tiếp tục đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn. Và hiện tại thì Ngân đang trên cái con đường để vào trong nhà cháu Phượng. Mới ngày hôm nay trời miền Tây Bắc thì đã trở qua, đặc biệt là bước qua mùa đông rồi, cho nên là rất là lạnh. Hiện tại thì Ngân đang đứng ở giữa cái cháu chú, vâng, trên cái con đường để bước vào nhà cháu để khảo sát xem là liệu là có mang vật liệu được vào chưa cô chú ạ. Bởi vì là ngày hôm nay Ngân cũng rất là vui mừng được chia sẻ thêm một thông tin với quý cô chú, các anh chị và các bạn, là Ngân cũng vừa nhận được cái thông tin là có anh Thành ở bên tiểu bang Washington của Hoa Kỳ thì cũng đã hứa giúp thêm cái nguồn kinh phí để giúp cháu Phượng làm nhà, và sau này thì có thể là sẽ hỗ trợ thêm một phần nào đấy trong cái phát triển cuộc sống, trong học tập. Rất là vui mừng và chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Mặc dù là đến ngày hôm nay Ngân chưa nhận được trong tay mình, trong tài khoản cái nguồn kinh phí này, nhưng mà Ngân cũng rất là tin tưởng, bởi vì thì với các anh chị, với các cô chú, những nhà hảo tâm thì khi đã nói ra điều gì thì Ngân chắc chắn rằng là các anh chị cũng đã suy nghĩ rất là kỹ và cũng sẽ mở lòng phát tâm để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn thôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn anh Thành rất là nhiều, và cảm ơn toàn thể các cô chú, các anh chị, những nhà hảo tâm khác nữa cũng đã luôn đồng hành, đã giúp đỡ với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Bây giờ thì mời toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn là sẽ đồng hành với video tiếp theo này của kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Xin chân thành cảm ơn toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Ở đây thì như cô chú, các anh chị và các bạn thấy là cái con đường hiện tại là đi vào còn rất là khó khăn cô chú ạ, bởi vì là cái đường này thì vừa mới được san múc lại để chuẩn bị là làm đường thì phải, thì cũng không biết là đến khi nào mới làm, nhưng về cơ bản là hiện tại thì đang rất là lầy lội như cô chú, các anh chị, các bạn thấy. Kể cả đây, cách ở đây, cách trên nhà cháu Thượng Phượng khoảng 1 km nữa, nhưng mà gần như là toàn là đường lầy lội như thế này và leo lên dốc đây cô chú ạ. Cho nên là cái việc mà vận chuyển cái vật liệu xây dựng lên trên nhà của cháu hiện tại trong giai đoạn này là vô cùng khó khăn. Ngân hy vọng rằng thời tiết sẽ khô ráo hơn và cái con đường này sẽ dễ di chuyển hơn. Trước mắt thì ngày hôm nay thì Ngân về để cho bà của cháu là sẽ viết một cái đơn, để anh em mình cũng sau đấy thì dẫn bà của cháu Phượng, bà ngoại thì ra ngoài ủy ban cô chú ạ, để nhờ bên cấp chính quyền địa phương là sẽ làm cho cái thủ tục xác nhận là chuyển một cái phần sử dụng đất trên cái lô đất mà hiện tại bà đang là chủ sở hữu của cái lô đất đấy. Và sau đấy thì sẽ nhờ các anh chị, các bác ở bên chính quyền địa phương là sẽ đo đạc về cái diện tích đất cụ thể, để sau đấy là Ngân sẽ cho máy múc vào để bắt đầu san nền. Ngân nghĩ rằng với cái đường này là khó, là khó đối với các cái xe mà tải để chở nguyên vật liệu vào thôi, chứ còn xe múc thì có lẽ là cũng sẽ dễ là di chuyển được cái đường này. Bây giờ thì Ngân sẽ đi vào bên trong nhà. Chào mê đó. Chào thân vệ. Đường vào vô cùng là lầy lội của chú ạ. Mặc dù là thấy cũng có thấy có xe giấu chân, giấu cái vết xe đi, nhưng mà không biết là kiểu gì đây. Không biết là chở, nếu mà chở đồ nặng thì có đi được không. Cái này phải cũng phải hỏi lại bên vật liệu xây dựng xem là như thế nào đó. Hơi khó khăn. Đặc biệt là cái đường vào chỗ này của chú nó còn nhỏ nữa, mà nó rất là lầy lội như thế này thì không biết là xe chở vật liệu có vào được không. Hình như là bà của cháu Phượng đúng không? Ôi anh dừng lại thôi, để cho em xuống đi bộ. Ôi bà đi đâu về đây ạ? Đi vào ruộng đấy, chào các cháu nhé. Dạ vâng. Dạ ruộng xe mà cái ruộng nó có bờ nó có thế nào không? Tức là chuẩn bị này, chuẩn bị cho gieo cho vụ vụ đông xuân. Vâng, đông xuân hay sao bà nhỉ? Vâng. Đúng rồi. Vâng ạ, thế bà cứ lên trên nhà đi. Vâng.
Đấy, bà thì còn đi ra ruộng chuẩn bị cho vụ mới rồi. Ui rồi thôi, đi. Đây. Ô. Mấy hôm nay là các cháu này không đi học à? Con thằng này là ốm. À ốm à, lại ốm à? Lại ốm lại. Titan hay là cái gì đấy. À, chào các cháu, các bác đấy con. Chào rồi sao ấy? Chào bác. Chắc là trẻ con thời thay đổi thời tiết nó lạnh quá. Ờ. Thỉnh thoảng đấy, trẻ con như vậy đấy. Ờ. Con nhà dưới không ốm. Vâng. Như này đó con. Chào chưa? Đã làm xuống à? Rồi. Chào bác đó. Chào rồi. Đấy, bà bái rồi đó bác. Ơi. Chào bà Linh nhỉ? Chào bà Linh. Chào, tôi mới biết chào đấy à? Đặc biệt là những cái đoạn đường này cô chú này, nó vừa nhỏ và lại rất là trơn. Nguyên vật liệu mà chở lên đây thì đường nó phải thật khô thì mình đi được. Này chắc chắn là đến hôm mà xe máy ủi máy múc mà vào đây thì có lẽ là cũng phải nhờ là làm cho nó bằng phẳng đi một tí thì may ra lên được. Em chào các anh ạ. Ờ, em cũng em ở nhà hay về ra ruộng với bà? Em vừa đi vào ruộng xem nước nuôi. À, cũng chuẩn bị cho vụ mới à? Dạ vâng ạ. À. Bây giờ người ta sắp thu ngô rồi nên mình cũng vào xem nước nuôi trong vườn. À, rồi, bởi vì là cũng xem dần đi, bởi vì cũng sắp là đến cái vụ đông xuân rồi còn gì nữa. Dạ vâng ạ. Xem nước để đấy người ta trồng ngô mình không trồng thì mình xem nước trước cho nó mềm. À, rồi. Thế là cháu Phượng đi học chưa về hay sao em nhỉ? Dạ vâng. À, hôm nay có về đúng không? Buổi có, trưa là có về. Buổi trưa về. À, thứ hai như là học cả ngày thì phải. À, cả ngày. Chắc là cháu cũng về. À. Đấy, tức là còn thấy mạnh nhỉ, chồng em ấy còn chắc là mệt hay sao mà còn thấy im đi. Chắc mệt đúng không? Còn mệt đấy nhỉ. À, thế kê tình hình là đi khám là như thế nào rồi em? Đi khám họ bảo bị gan phổi. Gan phổi chứ ngày hôm trước cái u gì đấy. Nhưng mà họ không cho lại nữa, chắc là hết bảo hiểm hay sao ấy. Họ cho về không cả thấy cho thuốc gì. Chẳng cho thuốc gì. Thế là có bảo lúc nào ra khám lại hay cái gì không? Không thấy nói gì anh ạ. À. Bảo là hỏi đơn thuốc thì bảo là để lúc nào đâu thì ra. À. Thì bảo thế nhưng bây giờ chưa thế nữa. Chắc là ngày đấy hết bảo hiểm rồi. À. Thì 21 ngày, 22 ngày rồi. Ờ, đấy nó chỉ từng đợt nó như thế thôi. Dạ. Sau ví dụ như mình về mình ra lại đợt sau chứ còn không cho nằm lâu đâu. Dạ. À, không, anh không nhớ là chính xác bao nhiêu ngày một đợt nhưng mà lâu hết một đợt điều trị nó là phải về. Xong rồi bắt đầu lại tiếp tục cái đợt 2, đợt 3 thì một tháng một lần như đấy thì phải. Dạ. Thế thì tháng sau lại phải ra kiểm tra đúng không? Dạ. Thì cũng hơi còn hơi vất vả đấy nhỉ. Dạ. Các em cứ chuẩn bị cái gì còn làm việc đi. Ba ơi, ba làm gì đây? Vâng. À. Vâng, chiều nay chắc là chiều nay lại phải đấy rồi bà. Chiều nay này có khi là phải ra xã một tí. Vâng. Thì các chú ở ngoài kia thì bảo là phải ra được hướng dẫn cho cái thủ tục mà làm cái giấy chuyển nhượng một phần đất để làm nhà ấy. Đấy. Để cho cháu cho cái xe vào bắt đầu ủi đấy. Ủi mình ủi trước cũng được, không lo đằng nào cũng phải ủi cái này thôi nhưng mà nó phải mình phải thông báo với bên chính quyền để cho các bác ấy biết là mình làm cái gì ấy. Vâng, đấy chiều nay thì bà cháu mình lại ra ngoài đấy. Vâng, ra ngoài xã thôi. Cháu có đấy rồi, có điện trước rồi. Chỉ cần mình ra nữa thôi là để các bác hướng dẫn cho cách làm với làm viết cái đơn cái gì đấy. Và con dâu nó đi cũng được chứ bà giải. Ôi, bà phải đi, bởi vì là cái bây giờ là bà ở đây là bà là chủ hộ. Là cái đất này là đất của bà. Là cái này không cho người khác đi được. Chỉ cho bà đi thôi. Vâng, chỉ phải là bắt buộc là phải là bà. Đấy, cho nên là chiều là chở bà ra. Thế thì đi mấy. Vâng, đường thấy còn lời nhưng mà cũng đi được xe máy rồi. Cho nên là chiều mình ra một lúc thôi. Ra tranh thủ một tí thôi nhưng bắt đầu là xong việc lại về mà.
Đấy, cái này thì chắc là có lẽ là xe máy xúc là cũng vào được rồi đấy. Cho biết nó vào được chưa? Ừ, khả năng là vào được rồi. Vào bà. Mình cứ làm giấy tờ trước. Vâng, làm giấy tờ. Làm từng bước đi. Vâng, dạ, là làm từng bước đi. Bà cứ chia cho cháu đi mấy. Vâng, đấy, bà cũng... Xem nào rồi, vâng. Bác nào hay là anh nào, cô nào làm vâng. Cho. Vâng, đã chia rồi nhưng mà cũng phải giấy tờ nó rõ ràng cho nên... Đấy, phải khẩu có đất của nó chứ. Đấy, thành đất của cháu nó sau này cho nó dễ. Đấy. Ôi rồi, đây rồi. Thế thế thế. Đấy, thế mấy hôm nay không thấy bác Ngân lên có nhớ không? Hả? À, có nhớ thật không? Nhớ. À, sang đây nào. Nhớ thì phải sang đây xem nào. Mặc này có đủ ấm không? Ui mỏng manh thế mà có một áo thôi à? Hai áo. Ừ, hai áo à. Thế nhớ bác Ngân thật không? Thế ôm bác Ngân cái nào. À, rồi con gái. À. Thế chiều nay có phải đi học không? Có ạ. À, rồi thế thì chiều nay cứ phải đi học thôi. Còn bác ở nhà với bà thì đi làm việc. Dạ. Hôm nay bác Ngân về đây, sau mấy ngày bác cũng ốm. Đấy, lo việc cho cháu quá phát ốm luôn rồi. Chiều thì thôi, nó thời tiết nó lạnh. Thì bác về tranh thủ gặp thăm cháu một tí. Xong rồi đi làm thủ tục để chia đất ở chỗ này. Xong rồi chuẩn bị để làm nhà. Chia sẻ với cháu một tin rất là mừng. Là có chú Thành ở bên bang Washington ở bên Mỹ cơ, là giúp thêm cháu tiền để làm nhà. Đấy, bây giờ tiền làm nhà thì cũng không lo nhiều nữa. Đấy, bác Ngân chưa có nhận được vào trong tài khoản nhưng mà bác tin tưởng là trong ngày mai ngày mốt là sẽ có thêm nguồn kinh phí để làm nhà. Sau này sẽ sau này còn hỗ trợ nhiều cái nữa, với điều kiện là cháu phải học thật giỏi, phải ngoan, biết nghe lời nhá. Thế cho nên là bây giờ là không phải suy nghĩ gì, đặc biệt là không được khóc nữa nhá. Yeah. Ừ, rồi thế bây giờ đấy đi chuẩn bị sao không đi giày? Không đi hả? Trời bẩn. Trời bẩn, sợ bẩn giày à? Yeah. Bác Thành còn dặn chú Ngân sau khi mà nhận được tiền mua cho cháu mấy bộ quần áo, 5 bộ quần áo nữa. Yeah. Đó, rồi hai ba cái áo khoác nữa. Dạ. Xong rồi hai ba đôi giày nữa cơ. Dạ. Cho nên là chiều nay đi giày cho làm từng bước đi. Vâng, dạ, dạ làm từng bước đi. Bà cứ chia cho cháu đi mấy. Vâng, đấy, bà cũng xem nào rồi. Vâng. Bác nào hay là anh nào, cô nào làm vâng. Cho. Vâng, đã chia rồi nhưng mà cũng phải giấy tờ nó rõ ràng cho nên đấy. Phải khẩu có đất của nó chứ. Đấy, thành đất của cháu nó sau này cho nó dễ. Dạ. Đấy. Ôi rồi, đây rồi. Thế thế thế. Đấy, thế mấy hôm nay không thấy bác Ngân lên có nhớ không? Hả? À, có nhớ thật không? Nhớ. À, sang đây nào. Nhớ thì phải sang đây xem nào. Mặc này có đủ ấm không? Ui mỏng manh thế mà có một áo thôi à? Hai áo. Ừ, hai áo à. Thế nhớ bác Ngân thật không? Thế ôm bác Ngân cái nào. À, rồi con gái. À. Thế chiều nay có phải đi học không? Có ạ. À, rồi thế thì chiều nay cứ phải đi học thôi. Còn bác ở nhà với bà thì đi làm việc. Dạ. Hôm nay bác Ngân về đây, sau mấy ngày bác cũng ốm. Dạ. Đấy, lo việc cho cháu quá phát ốm luôn rồi. Chiều thì thôi, nó thời tiết nó lạnh. Thì bác về tranh thủ gặp thăm cháu một tí. Xong rồi đi làm thủ tục để chia đất ở chỗ này. Dạ. Xong rồi chuẩn bị để làm nhà. Dạ. Chia sẻ với cháu một tin rất là mừng là có chú Thành ở bên bang Washington ở bên Mỹ cơ, là giúp thêm cháu tiền để làm nhà. Đấy, bây giờ tiền làm nhà thì cũng không lo nhiều nữa. Dạ. Đấy, bác Ngân chưa có nhận được vào trong tài khoản nhưng mà bác tin tưởng là trong ngày mai ngày mốt là sẽ có thêm nguồn kinh phí để làm nhà. Sau này sẽ sau này còn hỗ trợ nhiều cái nữa, với điều kiện là cháu phải học thật giỏi, phải ngoan, biết nghe lời nhá. Thế cho nên là bây giờ là không phải suy nghĩ gì, đặc biệt là không được khóc nữa nhá. Rồi thế bây giờ đấy đi chuẩn bị sao không đi giày? Không đi hả? Trời bẩn. Trời bẩn, sợ bẩn giày à? Bác Thành còn dặn chú Ngân sau khi mà nhận được tiền mua cho cháu mấy bộ quần áo, 5 bộ quần áo nữa. Dạ.
đó, rồi 2-3 cái áo khoác nữa, xong rồi 2-3 đôi giày nữa cơ. Cho nên là chiều nay đi giày cho bác nhé, đi như này lạnh quá nhé, đi tất vào, tất hôm trước bác Ngân mua thế, đi tất đi giày vào không phải tiết kiệm quá như thế đâu nhé, 2 đôi giày cơ mà. Trời ơi, cô bé này thật sự là cực kỳ là biết tiết kiệm của chú ạ, mua cho cháu 2 đôi giày nhưng mà do cái đường nó hơi lầy lội một chút này, cháu có những đoạn phải đi bộ cho nên là cháu sợ và hỏng giày, bẩn giày, không dám đi, chịu đi chân đi dép dép như này, lạnh như này để tiết kiệm. Không phải tiết kiệm như thế đâu con nhé. Chiều nay đi giày cho bác nghe chưa? Để bác mua thêm cho 1-2 đôi nữa, bởi vì là bác Thành dặn bác Ngân rồi. Nha, cứ yên tâm đi nhá. Bây giờ thì đi rửa chân tay đi, chuẩn bị xem hôm nay đã có cơm nước gì chưa. Rồi về ăn cơm để chuẩn bị học nhá. Thế có ai nấu cơm chưa bà? À, vợ nấu từ sáng ạ. Vâng. Thế chuẩn bị cơm nước mà nghỉ ngơi đi đó. Lấy canh vâng. Gì nào? Có canh gì chưa? Canh trái nó bắt gà. Thôi. Còn mấy con để làm giống bạn, chúng cháu là ăn rồi. Ăn chưa? Chúng cháu ăn rồi ạ. Ăn gì? Có rau cải tí nữa. Vâng, vâng, không lo đâu. Hả? Vâng, không lo chúng cháu đâu. Nhịn đói à, vào ấy. Chúng cháu không lo đói mà vừa ăn rồi. Cho nên là bà cứ lo đấy thôi, cái cho các cháu nó thôi nha bà nhá. Vâng, xong rồi tí nữa nghỉ mệt một tí thì cháu bà cháu mình viết cái đơn kia. Đấy, thôi về nhà một tí nào để xem hôm nay có món gì không nào. Bác phải về cái giờ này mới gặp Phượng được, bởi vì là hôm nay thứ hai bác đoán được là bác Thành bảo bác Ngân là dẫn cháu đi ăn, nhưng mà hôm nay là như thế này thì chưa đi được rồi đó, để ngày mai đây nha, còn nhiều thời gian nha. Em cứ nằm đi, em nằm đi. Em nằm đi, em cứ nằm đi, đang ốm thì nằm đi. Rồi bây giờ là điều trị bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi thôi nhá. Cũng đỡ rồi chứ em? Vâng, đỡ rồi. À, thế thì nghỉ ngơi đi nhá, em không phải dậy đâu nhá. Ôi, trong này thì còn thấy tới om thế này. À, thế còn nhóm lửa không có đấy hả? Không. Đấy, bây giờ còn có thời gian thì nhóm bếp với anh ạ. À. Để lâu lâu để cháu đi học về cháu. À, ui giời. Bây giờ này còn có ở nhà ấy. À, có nghĩa là còn tiết kiệm tối đa đấy nhỉ. Thôi nếu mà vội thì cứ nấu đi. Dạ. Nhá. Rồi. Đấy, cả nhà đều tiết kiệm ga không dám nấu đây. Cả nhà tiết kiệm đấy. Vâng, còn có củi, nhưng mà nếu mà muộn quá thì phải nấu thôi bà. Phải nấu. Không vâng. Cứ nấu củi đấy không muộn đấy. Vâng. 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 Một năm có 1 lần. Nên nó nhanh hỏng đấy. 1 năm có 1 lần đấy. Vâng. Lúc là không có là cũng không có đấy. Vâng. Đúng rồi. Bà không phải lo nước đâu. Đấy, Phượng ra đây ngồi với bác xem nào. Giống mấy ngày không gặp nhớ rồi. Nhớ bác Ngân thật không? Thế hôm nay, thế bây giờ nhớ như thầy có gọi là bố được chưa? Đó. Cứ bây giờ cứ mỗi lần bác lên bác là hỏi như thế, hôm nào trả lời là có rồi bố ạ, thì lúc đấy mới thôi nhỉ. thôi được. Trêu thì thôi, trêu cháu lại xấu hổ. Vâng, tuổi này là biết xấu hổ rồi. Đấy. Bác cố gắng, bây giờ là ngày hôm nay là hình như là đến 12 âm rồi, 12 tháng 10 âm rồi. Vậy là tính ra là chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa là đến Tết đấy. Còn 75 ngày nữa là đến Tết rồi. Cố gắng là sẽ làm nhà hoàn thiện trước Tết. Để Tết năm nay hai bà cháu là có nhà mới về để ở. Còn có chỗ để treo ảnh của mẹ nữa. Nha. Đó. Đang hết sức cố gắng. Chỉ mong là thời tiết ủng hộ. Không mưa nữa. Bây giờ là về kinh phí thì cũng còn thiếu, nhưng cũng không lo lắng lắm. Bác vẫn rất là tin tưởng là sẽ được các ông bà, các cô chú thương để ủng hộ cho mình. Ủng hộ, đặc biệt là ủng hộ cho cháu nha. Nhưng mà nhớ là trưa nay đi học, chiều nay đi học mặc thêm áo ấm vào.
Để bác nhận được tiền của bác Thành gửi thì bác sẽ sắm cho thêm vài bộ quần áo nữa, áo ấm nữa, giày nữa, để đi học rồi đi chơi Tết cho nó thoải mái, chứ giờ tiết kiệm quá. Cô bé này là tiết kiệm quá bà, mưa không dám đi, bảo là sợ bẩn giày đi, trời ơi thà đi rét như thế con. Thạch nó mới đi kìa, mưa này sợ bẩn giày. Vâng, đi sạch mới đi thế, khổ thật. Bây giờ nó cũng tạnh dần rồi. Vâng, hôm nay là dự báo thời tiết là nó không mưa nữa đâu bạn, nó không mưa không nắng, thì nó cứ cái mùa đông là như thế. Bà ơi, bây giờ thì cháu sẽ bà là bị còn là mắt là bị tối à bà, là không nhìn rõ à hay nào? Ừ, vậy bị tối rồi. Thế để cháu sẽ chọn nhá bà nhá, cháu chọn cho mày, tí nữa cháu đọc to lên cho bà nghe. Mình phải có cái đơn này để bên xã là cử cán bộ địa chính là vào là đi đo cho mình là đấy, tách ở cái điểm này đây bao nhiêu mét vuông, diện tích bao nhiêu đấy, là các bác mới nắm được như thế thì mới vào đo cho mình được. Mình bây giờ mình ra mình phải có cái đơn như thế này. Bà không chọn được cái gì. Bà tối mặt đấy con chọn. Dạ vâng ạ. Hơn số 10 rồi. Dạ vâng. Biết. Dạ vâng. Đọc chữ to còn đọc được, chữ nhỏ thua đấy. Dạ vâng ạ. Thế để cháu cứ chọn sơ sơ được mà. Ừ, cái này vài cơ con thôi. Cong tay quá. Lạnh nhỉ. Bà ơi, bà tên đầy đủ là gì nhỉ? Tên bà à? Vâng. Bùi Thị Yếm. Dạ. Họ Bùi. Vâng, họ Bùi như cháu đấy nhỉ. Dạ. Người Mường mình toàn là họ Bùi hết đấy, đấy. Đoàn như đấy. Có Cao, có Đinh gì. Vâng, chữ Y ngắn à bà? Dạ. À. Phượng cũng nhớ tên bà đấy nhỉ? Dạ. Khi ngày bao nhiêu nhớ sinh nhật của bà không? Dạ. Nhớ không? Bà chắc là làm gì có ngày không, ở trong căn cước ấy, bà có căn cước không bà? Đó. Vâng, thế bà lấy cho cháu mượn cái căn cước của bà nào, để cho nó chính xác nào. Đấy. Rồi, cho bác mượn nào, cho bác mượn xem nào. Căn cước này như thế này. À, cái này bà cũng mới làm đấy chứ? Mới làm. À, bà có ngày tháng năm sinh hẳn hoi đấy chứ? Có. Ngày mùng 2 tháng 10 năm 1962. Rồi, cháu viết xong rồi bà. À. Vâng, viết xong rồi cũng sơ sơ thôi. Hôm nay là ngày mùng 5. Đấy. Ngày mùng 5 tháng 11 này. 2022 này. Đấy, cháu đọc sơ sơ lại cho bà nghe nhá. Mà đọc xem đi. Có hợp lý không nhá. Cháu cái này là cũng không quan trọng lắm đâu, chủ yếu các bác ra ngoài kia, còn cái đơn ở ngoài các bác ấy mới cần thôi, mới hợp lý thôi. Chủ yếu mình phải có. Vâng, mình phải có một cái này, giống như là mình ra mình mở lời để người ta còn biết là mình có việc gì. Đấy. 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 Cháu đọc sơ qua nhá. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy tặng cho quyền sử dụng đất, kính gửi Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng. Tên tôi là Bùi Thị Yếm, sinh ngày 2 tháng 10, 1962. Căn cước công dân số bao nhiêu này, ngày cấp này, nơi cấp này. Nơi đăng ký thường trú là hiện nay là xóm Mận Thơm, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Là người thừa kế hợp pháp sổ đất số, nên cái này là cháu cũng ghi như thế rồi, nếu mà không cần thiết thì các bác tính sau, ra ngoài kia đã. Nay tôi viết đơn này muốn chuyển nhượng lại một phần quyền sử dụng đất số đấy, là một phần thôi bà nhé, không phải là hết cái dân này. Các bác ấy xuống, vâng. Đưa xuống đấy. Cái đơn này nó đọc nó cũng biết đi. Vâng, một phần là bao nhiêu thì lúc mình có cán bộ lên đo thì mình đo từ đâu đấy thì là sẽ ra rõ diện tích rõ ràng. Có quan trọng nhất là này, chuyển cái diện tích lên tại địa chỉ là xóm Mận Thơm, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho cháu ngoại tôi, tức là cháu Bùi Thị Phượng, sinh ngày 16 tháng 7 năm 2011. Với tổng diện tích đất là, nên diện tích đất là bao nhiêu thì mình lúc mình đo thì mình mới có. Còn bây giờ mình chưa đo, do cháu tôi chưa đủ 18 tuổi,
lại là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vậy nên sau khi được các cấp chính quyền với cơ quan chức năng của địa phương là đo đạc với diện tích cụ thể, thì tôi sẽ là người giám hộ cho cháu. Đến khi cháu đủ 18 tuổi, tôi có trách nhiệm bàn giao lại quyền sử dụng đất, cộng với là nhà cửa cũng như là cái cơ sở vật chất nếu có cho cháu tôi đầy đủ. Kính mong Ủy ban Nhân dân xã quyết thắng xác nhận và làm chứng cho việc chuyển nhượng lại một phần đất sử dụng này. Tôi xin cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu có tranh chấp với diện tích đất được chuyển nhượng trên. Rồi xong rồi, chỉ như thế thôi bà, sơ sơ như thế thôi. Vâng, thì bây giờ là bà có ký được không? Ký cái gì? Vâng, đây cái người có nghĩa là cái này là cháu viết, nhưng mà là cháu viết thay cho bà thôi, bởi vì là bà là không sáng mắt để viết, cho nên là cháu ký. Viết. Vâng, bà ký lại để viết tên là ký tiền pa. Vâng, ký tiền pa đó. Ừ. Còn viết cho ba đó, con chính đi ba ký xong nên éo nên tính lừa là mình thả công với ba con. Kem cái tiền là nó vui. Dạ. Vui dạ. Vui thì ỉn nên nên ký tên vào đó. Ừ. Vâng. Đấy. Viết trừ đang. Bây giờ bà cô chú ạ, bà thì tối mắt rồi. Ui. Dạ. Đấy, bà ký rồi. Ui thì ni dạ. Dạ. Đấy. À, mà cái mắt nó kém đấy vậy, mà một nét hà nét đi vô. Dạ. Đâu phải anh? Có đúng chưa hay rằng còn thiếu nét, thiếu gì mặt kém quá. Vâng, để đấy. Con xem nào. Xem đúng, nào, đúng chưa? Đúng. Thôi, kinh thế là cũng đúng rồi bà, nhưng mà còn đấy không? Bà chỉ ghi mỗi thế thôi à? À, ghi thế nào nữa? Thế là thường là bà chỉ ghi như thế thôi đúng không ạ? Vâng, thế thôi bà. Chỉ cần như thế này tên thôi. Là viết đơn là chỉ vâng tên này mà vâng, hay cái là này... còn viết tên riêng một chữ như này đúng rồi thế là bà viết một tên ở dưới ấy. À, tên thì là ý chữ... nữa nhỉ vâng đấy đúng rồi này cho nha nét đây nha vâng. Hai nét nhỉ rồi rồi xong rồi đấy. Cái này là thay vì là bà phải viết nhưng mà con viết thay cho bà cho bà đấy, ký vào thôi. Đấy. Vâng, đây rồi. Bà rất là nhiệt tình cảm ơn nhé. Dạ. Rồi sáng mắt thì viết. Sáng mắt viết cũng được nhưng mà cầm mặt kém rồi. Vâng, đấy, xong rồi. Đấy. Đấy. Này chiều nay thì mình mang ra ngoài kia để xem các bác hướng dẫn làm như nào, có cần hay không. Không cần thì thôi, mình mình tính sau. Nhưng mà mình cứ phải có đi cho nó cho nó đầy đủ bà ạ. Yeah. Vâng. Chúng ta gọi rồi uống cuống. Lại uống cuống lại phải mất thời gian. Yeah. Không phải Phương hôm nay nghỉ học để cùng đi với bà nhỉ. Còn viết chậm mới mất hay kém hay nhỉ. Đấy, lại ra là mất cả tiếng đi thì thôi đấy. Thì bà nhớ mang theo cái căn cước này mấy cái sổ hộ khẩu này, lỡ có cần hay không thì mình đỡ phải về lấy bà. Vâng. Nhớ là tí nữa mang theo thôi. Mang này, theo. Vâng, không cất đi đấy. Sai. Vâng. Không dùng thì mình về mình cất đi. Vâng. Rồi xong rồi tạm thời là như thế đó, nghỉ ngơi bữa chuẩn bị bữa trưa. Phương hôm nay có không phải nấu ăn à, mợ nấu cho già. Xem nào vào. Bà đi vào vườn, vào ruộng xem ruộng nấu trước rồi. Ừ, nấu từ sáng. Nấu chỉ bà 9 giờ bà mới ra ruộng mà. Vâng. À. Mà lạnh. Mùa này nó lạnh lắm. Lạnh đi vâng. Không đi nhưng mà thôi ở nhà gì vào vâng. Vườn vào ruộng tí. Dạ vâng ạ. Nào xem nào, vào Phương vào đây xem nào. Thế bà cứ ngồi uống nước đi. Để xem nào trong đi ra, đi vâng xem là mợ nấu món gì hôm nay mợ có món gì không mợ cháu Phương ơi đã. Đó. Ui cái món gì mà thấy nồi to thế có mùi mùi cá khô nhỉ dạ, em cái món này món gì em nấu cá dạ. Ui sao nào nấu cá bằng cái này á nấu cá khô à ui cá khô kho với khế chả trách toàn mùi cá khô. Mùi món này mà mùa đông này là ngon rồi. Tiết kiệm ga quá từ hôm giờ không dám đốt à? Có nhưng mà giờ thì nói chung là thời gian nó khó. Còn có thời gian thì tiết kiệm. Dạ. Thôi thế thì ra ngoài thôi, chờ chín cơm mà ăn mà đi học thôi. Gần cũng lại muốn chia sẻ là một lần nữa về cái miếng đất sẽ xây nhà cho cháu Phượng là ở cái khu này của chú ạ. Rất là rộng rãi, nếu mà được múc cái mặt bằng phẳng bia thì nó khá là rộng. Để có thể là làm được cái diện tích nhà và cái khu, có thể làm được cái khu mà chăn nuôi dê hoặc là gà gì đấy. Ở trên cái diện tích của cái miếng đất này. Về cơ bản thì Ngân cũng đã trao đổi với lại bên các bác bên chính quyền địa phương rồi. Thủ tục thì rất là đơn giản thôi. Các bác cũng sẽ tạo mọi cái điều kiện để hỗ trợ. Cái cơ bản nhất vẫn là cái
đường xá nó khô để có thể là vận chuyển nguyên liệu về là làm được. Nhưng mà Ngân xem tình hình dự báo thời tiết thì trong những cái tuần sắp đến này là sẽ không có mưa nhiều, cho nên là việc mà triển khai thì cũng có lẽ là cũng sẽ là thuận tiện đấy cô chú ạ. Là cũng rất là vui mừng là được chú anh Thành ở Washington của bên Hoa Kỳ, một nhà hảo tâm cũng đã có cái ý định là giúp thêm cho cháu Phượng để có cái nguồn kinh phí để Ngân cũng tự tin hơn, bắt đầu triển khai cái quá trình mà xây dựng nhà cho cháu Phượng. Và ngày hôm nay thì cũng đã viết xong cái đơn cho bà rồi. Chiều nay thì Ngân sẽ lên trên chỗ ủy ban nhờ các bác là hướng dẫn cái thủ tục, và sau đấy là sẽ bắt đầu đo đạc một lần nữa, chuẩn chỉnh để có thể làm cái sổ đất riêng cho cháu ở trên cái mảnh đất này. Và bắt đầu là Ngân cũng sẽ song song ở đấy là liên hệ với bên máy múc, thì nếu mà ổn thì ngày mai là bên máy múc là sẽ vào đây để bắt đầu triển khai múc cái đất này, lấy cái mặt bằng để bắt đầu triển khai xây dựng luôn của chú. Ôi, 12 giờ rồi đấy. Cơm nước đi mà chuẩn bị mà đi học thôi. Hôm nào có mợ ở nhà thì còn đỡ vất vả một tí nhỉ. Về đỡ phải chui vào trong bếp. Hôm nào mà mợ mà phải đi làm hay là ra viện như hôm vừa rồi thì bà đi làm thì lại về là phải cơm nước. Có mợ ở nhà hay mợ cháu cùng làm ở nhà luôn. Đấy, người rửa rau, người nấu. Nhà bếp này thì cũng đấy đấy nhỉ, cũng nếu mà hôm nào mà gió mà lùa thì đốt củi thì cũng khó cháy đấy nhỉ. Thôi hồi trước hồi sau này món này cũng hấp dẫn đấy nha. Có ăn cơm cậu không dậy được à? Thôi, đây thì mệt quá thì ăn sau vậy, biết làm nào? Ừ. Thôi hôm nay bác không ăn cơm đâu, bởi vì là bác vừa ăn xong rồi. Chúng cháu hôm nay không ăn đâu bà, vừa ăn cơm xong mà. Và ăn vào xong rồi chúng cháu vào đây đấy, dạ, nhà mình ăn đi thôi. Tí lại đói ấy, em bảo chứ. Không đói đâu, đói lúc nào thì ăn cơm nguội lúc đấy. Ăn một bữa ăn cố hả? Bà cháu chứ. Bà với các em với các cháu cứ ăn đi thôi. Lấy chị, em lấy chị. Mẹ lấy cho. Má ăn. Không ăn à? Đấy. Ăn chó, không thật hả? Ăn cơm đấy. Con ăn chó. Ăn tả chả. Ăn là con. Ăn rồi bác ơi. Bây giờ là sắp đến giờ cháu đi học rồi đúng không? Dạ. 1 giờ là đi à con? Dạ. Bây giờ là còn có 3 phút nữa là đến giờ đi học rồi. Đây là 1 giờ kém 2-3 phút thì đây. Dạ. Thì bây giờ chuẩn bị đi học đi nhé. Dạ. Xong rồi đấy, hôm nay bác Ngân về bác ca chia sẻ thêm. Dạ. Tí nữa bác với bà là sẽ ra ngoài ủy ban để nhờ các bác là vào chính thức là đo đạc đất. Ngày mai nếu như mà xe vào được thì cháu sẽ cho xe máy ủi để vào để múc cái đất. Là bác bắt đầu tiến hành làm nhà rồi. Đó, và chia sẻ thêm với cháu một niềm vui đặc biệt nữa là có thêm bác Thành ở bên Mỹ hứa là sẽ giúp cháu rất là nhiều trong cuộc sống nữa, mà trước mắt là sẽ ủng hộ thêm cái kinh phí để làm nhà. Và bác này cũng đang gửi tiền về rồi, nhưng mà bác Ngân chưa có nhận được thì bác sẽ đi mua thêm quần áo cho cháu. Yeah. Đó, và sẽ dẫn cháu đi ăn một bữa là ngon, đó là theo lời của bác Thành dặn bác Ngân là như thế. Đáng lẽ hôm nay bác định dẫn đi nhưng cháu còn phải đi học chiều chưa có thời gian, cho nên là bác chưa có dẫn nha. Yeah. Bây giờ con có muốn nói điều gì với các ông bà không nào? Yeah.
Cháu nghe bác nghe nói là hôm nay có thêm tiền để làm nhà. Cháu cảm ơn bác ạ. Và đặc biệt cháu cảm ơn các ông bà, các cô chú ở xa gần. Mặc dù không biết cháu là ai nhưng mà không được tiền để cho cháu làm nhà. Anh chúc các ông bà, các cô chú luôn luôn mạnh khỏe ạ. Biết ơn thì mình phải trân trọng nhé. Thì đặc biệt là bây giờ là cứ phải ngoan ngoãn đã, sau này thì mình giữ gìn những cái gì mà ông bà gửi gắm cho mình nhé. Học tập thật tốt nha. Thì ngày mai có học buổi chiều không? Không. Sợi tóc này. Thế thì ngày mai nếu như có thời gian mà bác rảnh rảnh thì bác sẽ dẫn đi ăn một cái món gì đấy như lời dặn dò của bác Thành. Đó, để cho bác ấy thấy ăn ngon miệng nó vui nha. Thế thì bây giờ bác cháu mình sẽ tạm thời là sẽ khép video này ở đây. Chào ông bà, chào cô chú để cháu đi học, còn bác là sẽ đi ra ủy ban để làm sửa đất cho cháu, để chuẩn bị là làm nhà để trước Tết năm nay có nhà mới nha. Còn hôm nay là bác thấy là thời tiết cũng đã hứng nắng rồi đó. Kính thưa toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn, sau 5 ngày Ngân không thể ra video được do là cái tình hình sức khỏe của chú ạ. Ngày hôm nay đã bắt đầu quay lại để thăm cháu Phượng, để tiếp tục là triển khai công việc là xây dựng nhà. Và rất là may mắn cũng mọi thứ đều là thuận lợi, bởi vì là Ngân lại nhận thêm được cái sự giúp đỡ của anh Thành ở bên Washington, Hoa Kỳ, là hứa giúp cái nguồn kinh phí để cho Ngân có thêm cái điều kiện để giúp cháu hoàn thiện cái ngôi nhà trong cái thời gian nhanh nhất. Trân trọng cảm ơn cái sự giúp đỡ, sự quan tâm và thương yêu của anh Thành đối với cháu Phượng, và cảm ơn toàn thể các ông bà, các cô chú, những nhà hảo tâm xa gần trước đấy đã gửi những cái khoản kinh phí cho cháu Phượng để cháu có cái nguồn kinh phí để làm nhà. Và cảm ơn một nhà hảo tâm nữa là anh Kevin Nguyễn, anh Nguyễn Hoàng ở Hoa Kỳ, ngày hôm qua đã gửi vào tài khoản của Ngân với số tiền là 100 đô với cái lời nhắn là số tiền này sẽ để dành để có thể là trang trải cuộc sống cho cháu Phượng, mua thức ăn, đồ ăn hay là mua những cái thứ mà cháu cần thiết trong cái thời gian sắp tới. Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến tình cảm, sự thương yêu của toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị xa gần luôn luôn đồng hành giúp đỡ cháu Phượng và sẽ giúp đỡ cháu Phượng trong cái thời gian sắp tới. Video này thì bác cháu mình sẽ khép lại tại đây thôi, cô chú, các anh chị và các bạn. Cháu đi học, còn Ngân sẽ ra ngoài chính quyền địa phương để làm sổ sách đất đai, đo đạc cụ thể cho cháu. Xin kính chúc toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bác cháu mình chào đi con. Xin chào.